Đây, đầy đủ hết lắp điện nước các kiểu đầy đủ hết rồi cho mình xem. Đầy đủ luôn quý anh chị nhé. Đây là căn nhà cộng đồng là quý anh chị nhé, tức là nhà văn hóa là quý anh chị. Ở bên kia là mình bên này quay sang không thấy nhà trường học của quý anh chị rồi. Thì trời mưa quá mình không sang được, mình đứng bên này xem và quay sang luôn. Quý anh chị thông cảm nhé. Đây là vườn đằng sau nhà của em Phúc nha mọi người nhé, cháu Phúc nha. Đây, quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đấy, đã xong hết rồi toàn bộ rồi mọi quý anh chị nhé. Đây là vườn rau của cháu Phúc đấy, quý anh chị nhé. Ở hai bên đường thì trồng cây với các kiểu là quý anh chị. Đây là hoa xin, quý anh chị, cây xin đấy. Thì họ vẫn để lại cho bà con sau này phát triển với là gọi là cái khu du lịch sinh thái mọi người nhé, và còn trồng thêm nữa quý anh chị nhé. Quý anh chị xem có đẹp không ạ? Đây là khu tái định cư thôn Năng Nổ quý anh chị nhé. Đây, căn nhà trước mặt của quý anh chị đang xem rất tuyệt vời luôn ạ. Mình quay từ từ cho quý anh chị xem này. Đây, trước mắt này, ở bên tay phải quý anh chị ạ, quý anh chị nhìn thấy ạ. Đấy, đấy là một cái giấy đường dài lên ạ, là nhất tuyệt vời luôn. Cây hàng xanh này đó. Mình vừa nhận được thông tin là 12 trước mặt ngày tháng 12 này là các bà con sẽ lên khu tái định cư để dọn dẹp nhà đi vào ở được quý anh chị nhé. Giờ là xong là 95%, gần 100% là quý anh chị. Hiện tại lập máy cũng đã xong hết 10 căn rồi, còn 3 căn là khu cái nhà cộng đồng và nhà trường học ấy. Chắc hôm nay cũng xong luôn quý anh chị. Giờ mình lại đưa quý anh chị lên nhà cho Phúc để tham quan quý anh chị nhé. Ta nhìn thẳng ra kia là biết quý anh chị. Giờ bây giờ vào trong nhà để tham quan trong nhà thế nào quý anh chị, và quý anh chị cùng theo dõi nhé. Quá tuyệt vời lúc của quý anh chị. Đấy, quá đẹp luôn quý anh chị. Đấy, điện nước đã lắp xong hết rồi. Đây điện này. Đấy tổng ơi quý anh chị nhá. Đây mình quay ra ngoài đi vào trong bếp cho quý anh chị xem tiếp nhỉ. Đây ra ngoài đây. Đấy, quá tuyệt vời luôn quý anh chị. Bây giờ mình sẽ đưa quý anh chị và các bạn đến du lịch Thế Đô. Mặt bạn là Khương thích trình bày sản phẩm của mình như sau. Để làm ra một cái sản phẩm đan lát như này, trước hết phải có một nguyên liệu. Tức là thứ nhất là nguyên liệu của chúng tôi thì lấy từ cây giang. Tức là cây giang về chúng ta thấy là, tức là chế biến. Thứ nhất là cạo vỏ để là làm ra một sản phẩm hao văn như này. Cạo vỏ và nhuộm. Nhuộm thì gồm có những củ nâu với lại nhọ nồi nhuộm ra để mà tạo thành những hoa văn như này. Sản phẩm của chúng tôi thì làm những cái hoa văn
là như này là tức là để cái đặt ra những cái cốc chén để mà uống nước. Đấy là sản phẩm của đội Nà Cương. Tôi xin hết ạ. Sau đây là phần thuyết trình của đội thi Đà Lạt đến với hội thi Đà Lạt của xã Nghĩa Đô ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, Đà Lạt là nghề truyền thống của xã Nghĩa Đô. Đồng bào nơi đây gắn liền với ruộng nương và những sản phẩm họ để tạo ra để phục vụ cho chính gia đình của mình. Sản phẩm mà bản làng đáp, đội thi bản làng đáp tạo ra là sản phẩm để đựng cốc chén uống nước. Sản phẩm này được làm với để tạo ra những cái để mà đựng chén uống nước thì đội thi đã chọn ra những cái cây không quá già, không quá non để đảm bảo được độ dẻo, bền đẹp của cây. Và trước tiên để tạo ra màu đẹp cho cây thì đội thi đã cạo vỏ và nhuộm. Nhuộm thì có thể dùng củ nâu, nhọ nồi hoặc những màu khác. Chúng ta có thể dùng từ lá cây để nhuộm để tạo hoa văn cho chúng đẹp hơn. Và dùng những dây đai từ những cây mà dân tộc gọi là dây vai để buộc chặt chúng lại để tạo ra cái viền nó chắc chắn, đảm bảo được độ bền đẹp của những sản phẩm dụng cụ. Dạ vâng ạ, đội thi là đã xin hết phần thuyết trình của mình ạ. Cảm ơn ban giám khảo đã lắng nghe ạ. Xin được chúc mừng cho bản Lăng Đáp đã hoàn thành cả hai phần thi của mình. Và rất nhiều chúng ta cùng cổ vũ cho nhau để hội thi của chúng ta sẽ thành công hơn. Chắc ạ, tôi là hội viên của phụ nữ bản Hón ạ. Bản Hón là có 6 thành viên ạ. Bản Hón là ở cách trung tâm xã 3 km ạ. Đầu bản là Giáp và bản Lăng Đáp ạ. Cuối bản là Giáp bản Đường Kem ạ. Bản chúng tôi là trình bày hoa văn của sản phẩm của bản đạo và tầm hóa mình ạ. Đây là cây giang ạ. Đây là cây giang mình chọn là không già không trẻ, cũng là vừa cho là nó mới dai ạ. Đang là thành hoa văn này là tôi là học với ông của bà mẹ ạ. Cảm ơn bạn Hón với phần thuyết trình rất vui của mình ạ. Hai phần. Đây là hai sản phẩm của bản Hón, là nó có màu sắc khá là đặc biệt và kính thưa toàn thể quý vị, chỉ 90 phút thôi chúng ta đã làm ra khoảng từ 6 sản phẩm rồi, một ngày có 24 tiếng. Như vậy một tuần một tháng thì chúng ta sẽ làm ra, chúng ta phát triển làng nghề và bán đi khắp mọi miền tổ quốc thì kinh tế bà con ở đây phát triển rất mạnh thì chúng tôi chắc chắn luôn ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đội thi Tân Tiến ạ. Xin mời đội thi Tân Tiến. Và đội thi khách mời, 3 phút dành cho Tân Tiến, bắt đầu. Thưa ban tổ chức, theo ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt đội toàn thể ban chấp hành, cả ban tổ chức và ban giám khảo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây tôi thay mặt đội Tân Tiến xin thuyết trình về sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi đó là có sẵn trong tự nhiên và xung quanh đời sống của con người. Chúng tôi lấy cây giang, chúng tôi chọn những cây không quá già và cũng không quá non, chọn những cây vừa để tạo ra thành màu có màu hoa văn. Thì chúng tôi lấy quả nâu trộn lẫn với nhọ nồi để tạo ra màu đen. Để lạc nó tạo ra màu thì chúng tôi phải vỏ sạch vỏ bên ngoài của lạc, rồi sau đó chúng tôi tạo ra hoa văn. Sản phẩm của chúng tôi tham gia với hai sản phẩm. Sản phẩm kích thước lớn và sản phẩm kích thước bé. Sản phẩm kích thước lớn chúng tôi dùng chiều dài 30 cm, chiều rộng 10 cm. Sản phẩm kích thước bé chúng tôi dài 10 cm và rộng 10 cm. Với sản phẩm tham gia của chúng tôi qua hội thi ngày hôm nay, chúng tôi cũng mong được sản phẩm của tôi là
được rộng rãi ra khắp thị trường bên ngoài và các du khách gần xa biết đến và thu mua sản phẩm của chúng tôi. Để truyền thống của ông cha xưa ta để lại không thể lãng quên cho các thế hệ về sau. Qua cuộc thi này tôi cũng mong muốn là có nhiều sản phẩm đưa ra để chúng tôi học hỏi và tham gia được nhiều hơn. Đội thi Tân Tiến của chúng tôi đến đây tham gia hôm nay với mục đích đó là tham gia học hỏi và rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả của quý vị. Cuối cùng tôi thay mặt đội Tân Tiến xin gửi lời chúc đến hội thi thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Hảo cùng toàn thể hội thi đến với hội thi làm sản phẩm thủ công truyền thống năm 2024 ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt bản Nà Luông xin thuyết trình về sản phẩm của đội mình ạ. Đội chúng tôi mang đến đó là hai sản phẩm, đó là những chiếc khay và đế để đựng ly và cốc để tạo ra những sản phẩm đế và khay như ngày hôm nay chúng tôi thực hiện. Được dùng từ nguyên vật liệu đó là cây giang ạ. Cây giang chúng tôi chọn cây giang không quá già cũng không quá non ạ. Khi chúng tôi đã dùng cây giang và chúng tôi sẽ tiến hành chẻ những sợi lan. Khi chẻ những sợi lan thì chúng tôi sẽ chẻ thật là đều nhau ạ. Và để tạo thành những hoa văn đó là hình thoi và hình mặt trời thì chúng tôi sẽ tiến hành nhuộm những sợi lan ạ. Sợi lan được nhuộm từ nguyên vật liệu đó là quả nâu và nhọ nồi ạ. Đấy, những chiếc ly và chiếc khay ngày hôm nay chúng tôi mang đến là những dưới 30 tuổi là những chiếc đế, chiếc khay đựng ly và cốc là có kích thước là 10x10cm. Còn những chiếc khay trên là của trên 30 tuổi ạ, có kích thước chiều dài là 30cm và chiều rộng là 10cm ạ. Đến với hội thi ngày hôm nay chúng tôi cũng mong muốn được quảng bá rộng rãi những sản phẩm của chúng tôi cho những du khách trong và ở ngoài tỉnh. Và đến với hội thi ngày hôm nay, bản Nà Luông cũng gửi lời chúc tốt đẹp và lời chúc sức khỏe đến ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Chúc hội thi thành công tốt đẹp ạ. Xin được cảm ơn bản Nà Luông và xin mời đội thi bản Ria. Các vị giám khảo và các đội thi, sau đây cháu xin thay mặt đội thi bản Ria để giới thiệu về sản phẩm của đội cháu. Đầu tiên muốn làm ra những sản phẩm mà trên đây thì cần phải lên rừng để lấy cây giang, sau đó chọn những cây giang đẹp và không quá già và không quá non để mang về. Sau khi mang về thì cạo sạch vỏ bên ngoài. Đội cháu dùng củ nâu và nhọ nồi, sau đó giã để nhuộm cái cây giang vừa cạo. Sau khi cây giang nhuộm đã khô thì đội cháu thực hiện là cái việc chẻ cây. Người chẻ cây giang lưu ý là phải đều, không quá mỏng và không quá dày. Sau khi chẻ xong thì đội cháu với những bàn tay khéo léo của cụ già và cô dành cho bản thân ạ. Bắt đầu. Đến với hội thi ngày hôm nay thì kính thưa các ban giám khảo, và hội thi ngày hôm nay thì tôi đại diện cho đội tôi thì trước khi có sản phẩm hết thì đi tận rừng lấy cây giang thì lấy không trẻ và cũng già và không non thì lấy về để cạo cái vỏ và để trẻ đều. Rồi để thi thay mặt cho đội xã Yên Thành đến từ xã Yên Thành, huyện Côn Bình, tỉnh Hà Giang, là đội xã Yên Thành xin giới thiệu có hai sản phẩm để dự cuộc thi Đan Lát ngày hôm nay. Có hai sản phẩm, thứ nhất là sản phẩm lớn nhất là với kích thước là 10x10 và sản phẩm là với kích thước là chiều rộng là 10 và chiều dài là 30. Hai sản phẩm của chúng tôi là, thứ nhất cái sản phẩm đầu tiên là cái sản phẩm đạt được 3 chiếc cốc và cái hoa văn ở trên này thì là cái hoa văn đặc trưng của bên xã Yên Thành chúng tôi ạ. Và cái sản phẩm này đầu tiên là chúng tôi sử dụng bằng cây giang, thứ nhất là, thứ hai nữa là cái
cái hoa văn ở trên sản phẩm này gồm có hai màu, và màu đen và màu trắng. Màu đen thì chúng tôi sử dụng cái quả nâu và nhỏ đồi để tạo nên cái màu đặc trưng của cái sản phẩm này. Và cái sản phẩm thứ hai nữa là cái sản phẩm để đặt một chiếc cốc ạ, với cái chiều, với cái thức nước là 10-10. Và cái hoa văn thì theo bên đặc trưng của Yên Thành là chính xác đấy ạ. Thì đến với hội thi, cuộc thi là làm cái sản phẩm thủ công truyền thống năm 2024 của bên xã Nghĩa Đô, thì đến đội xã Yên Thành chúng tôi với mong muốn là đến giao lưu học hỏi, và cũng như là muốn gửi tới các bà con ở bên xã Nghĩa Đô là luôn quan tâm tới cái sản phẩm của bên xã Yên Thành chúng tôi ạ, và để lan truyền cái sản phẩm của chúng tôi nhiều hơn nữa. Thì cuối cùng thì thay mặt cho đội xã Yên Thành kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo, toàn thể quý vị trong cuộc thi ngày hôm nay sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Đến từ đội thi bản định, lời đầu tiên tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp và lời chúc sức khỏe đến toàn thể hội thi và bà con có mặt trong buổi thi chiều ngày hôm nay ạ. Sản phẩm của hội thi chúng tôi đến với cuộc thi sản phẩm đan lát thủ công nghề truyền thống là hai chiếc khay hình vuông với kích thước 10x10cm. Nguyên liệu để làm ra sản phẩm cũng như các đội thi trước, chúng tôi đều lấy cây giang và nhuộm màu, hai màu chủ yếu là màu đen và màu trắng ạ.